Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đến với tiết toán lớp 3, bộ sai kết nối tri thức với cuộc sống. Ở tiết học trước, các con đã nhận biết được điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng rồi. Ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài mới, đó là bài 17, hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Chúng mình hãy dở cho cô sách giáo khoa trang 52, cô trò mình cùng tìm hiểu nào. Hoạt động đầu tiên đó là hoạt động khám phá. Phần A, các con hãy quan sát ở trên bảng của cô có một hình vẽ như sau. Đối với hình vẽ này thì cô sẽ nói rằng hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB. Vẫn con thấy rằng bán kính OM, vậy bán kính sẽ là đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm nằm trên đường tròn. Đối với hình vẽ này thì ngoài OM là bán kính, chúng ta thấy rằng chúng ta có OA và OB cũng là bán kính, đúng không? Đường kính nào? Đường kính sẽ là một đường thẳng nối hai điểm nằm trên đường tròn và phải đi qua tâm. Đây các con thấy A và B là hai điểm nằm trên đường tròn, và đoạn thẳng AB đi qua tâm thì mới được gọi là đường kính. Tâm O là trung điểm của đường kính AB. Tức là tâm O sẽ chia AB thành hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau, đó là OA và OB. Đường kính thì dài bằng hai lần bán kính. Tức là AB sẽ dài bằng hai lần OA. Sẽ dài bằng 2 lần OB và dài bằng 2 lần OM nữa. Đường kính dài bằng 2 lần bán kính mà. Tiếp theo chúng mình hãy quan sát cho cô này. Trên bảng cô có một hình vẽ. Các con thấy rằng bạn Nam đang dùng một chiếc đĩa úp lên một tờ giấy. Và bạn ý nói rằng mình dùng cái đĩa để vẽ đường tròn đấy. Tức là bạn ý sẽ dùng bút và vẽ theo viền của chiếc đĩa thì sẽ được hình tròn. Bạn Nam có thể dùng đĩa để vẽ được một hình tròn chính xác. Tuy nhiên, nếu mà để vẽ một hình tròn to hơn cái đĩa hoặc nhỏ hơn cái đĩa thì bạn ấy phải làm thế nào đây? Và bạn robot đã giúp bạn Nam bằng cách đó là robot đã nói rằng bạn hãy dùng compa nhé. Thì để vẽ hình tròn bằng compa như thế nào thì các con hãy quan sát phần B, dùng compa vẽ đường tròn tâm O. Đây là hình ảnh chiếc compa. Chiếc compa thì gồm có hai chân. Một chân người ta gọi là chân trụ. Và một chân thì sẽ có cái bút để chúng ta có thể xoay. Đầu tiên để vẽ đường tròn tâm O thì các con sẽ chọn một điểm làm tâm bất kỳ. Đây, chọn một điểm bất kỳ làm tâm và đặt tên điểm đó là điểm O. Tiếp theo, đặt chân trụ của compa vào tâm. Đây, chân trụ compa vào đúng tâm O. Tiếp theo này, quay compa để vẽ đường tròn. Đấy, chân trụ thì giữ nguyên ở điểm O. Và chân quay còn lại có gắn bút chì thì chúng ta sẽ xoay vòng tròn. Thì sẽ được một đường tròn ở tâm O. Cùng sang chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần hoạt động. Bài tập trong phần hoạt động có yêu cầu tìm tâm, bán kính, đường kính của mỗi hình tròn. Cô có hình tròn của phần A, đây. Chúng mình hãy tìm tâm, bán kính và đường kính của hình tròn này bằng cách điền vào những ô trống còn thiếu trong câu dưới đây. Hình tròn có tâm. À, chúng ta thấy rằng hình tròn này có tâm là ở giữa là tâm O. Tâm O. Bán kính. Bán kính. Nhớ lại nhé. Bán kính là đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm nằm trên đường tròn. Vậy bán kính ở đây cô có thể điền là OP. Hoặc các con cũng thể điền là OM hoặc là ON thì đều là chính xác. Và đường kính. Đường kính là một đoạn thẳng đi qua hai điểm nằm trên đường tròn và đi qua tâm. Chính là đoạn thẳng MN. Sang phần B nào. Phần B chúng ta thấy rằng hình tròn này có tâm là điểm ở giữa đây chính là tâm Y. Bán kính. Bán kính của hình tròn ở đây đó là IA. Hoặc các con cũng có thể điền là IB. Và đường kính ở đây chính là đường kính AB.
Vậy thì cô đố chúng mình biết nhé, tại sao CD lại không phải là đường kính của hình tròn này? À đúng rồi, CD là đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên đường tròn nhưng không đi qua tâm nên không được gọi là đường kính. Chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo là phần luyện tập nhé. Bài tập 1 trong phần luyện tập có câu hỏi như sau. Phần A, vẽ đường tròn tâm O. À, để vẽ được đường tròn tâm O thì đầu tiên các con hãy lấy một điểm O bất kỳ làm tâm của đường tròn. Tiếp theo là hãy đặt một chân cố định của con ba trùng với tâm. Giữ cố định và quay chân còn lại một vòng. Quay chân còn lại một vòng, chúng ta sẽ được đường tròn tâm O. Phần B, vẽ bán kính OA và đường kính CD của đường tròn đó. Để vẽ được bán kính OA thì đầu tiên các con hãy lấy điểm A bất kỳ nằm trên đường tròn. Đây, ví dụ cô thử lấy điểm A ở đây. Tiếp theo là nối O với A. Nối O với A. Cô sẽ được bán kính OA. Tiếp theo này, qua O kẻ một đoạn thẳng và cắt đường tròn tại hai điểm C và D. Đây, qua O cô sẽ kẻ một đường thẳng bất kỳ và cắt đường tròn tại hai điểm thì cô sẽ đặt tên một điểm đó là điểm C và điểm còn lại là điểm D. Và CD chính là đường kính của đường tròn tâm O. Sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có đề toán như sau. Trong bức ảnh sau, mỗi hình tròn đều có bán kính 7 cm. Bọ ngựa đang ở điểm A, bò theo đường gấp khúc A, B, C, D để đến vòi voi ở điểm D. Hỏi bọ ngựa phải bò bao nhiêu cm? Đây, cô có hình vẽ đây. Đề bài đã cho biết rằng mỗi hình tròn đều có bán kính 7 cm nên AB bằng 7 cm và CD cũng bằng 7 cm. Mặt khác, chúng ta thấy rằng đoạn thẳng BO sẽ là dài 14 cm vì là nó gồm hai bán kính của hai đường tròn, một đường tròn tâm B và một đường tròn tâm O, nên sẽ là 7 cộng 7 và bằng 14. Tương tự như vậy thì đoạn thẳng OC sẽ có độ dài 14 cm. Mặt khác, đề bài lại cho biết rằng bọ ngựa phải bò theo đường gấp khúc A, B, C, D để đến chỗ vòi voi. Mà độ dài đường gấp khúc A, B, C, D sẽ bằng 7 cộng 14 cộng 14 cộng 7 và bằng 42 cm. Nên câu trả lời của bài tập này sẽ là đoạn đường bọ ngựa phải bò là 42 cm. Qua bài học ngày hôm nay thì chúng mình đã được học những gì? Đầu tiên là các con đã nhận biết được các yếu tố của hình tròn như là tâm này, bán kính và đường kính. Tiếp theo thì các con cũng đã sử dụng compa để vẽ được một hình tròn. Hy vọng rằng các con có một giờ học vui vẻ và bổ ích cùng với cô. Chúc các con học tập thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các con vào những video lần sau.